Each of these cocoons holds almost 1,000 feet of silk. And these wiggly little guys are responsible for spinning them. Here in Nam Chau, Vietnam, craftspeople weave silk that's so valuable, it can sell for $150 a dress. That's because this is really delicate work. Each cocoon has to be hand-pulled, and the worms themselves are really hard to raise. For one, they're always hungry. And they need the perfect environment, or else they'll die. Today, Vietnam is the second biggest producer of raw silk in the world. Nearly everyone in this village works in the industry, and they're using many of the same techniques passed down for generations. But about a decade ago, the industry in this town almost dried up. Khi tôi về gần như 10 năm trước làng nghề chỉ còn có 3 hộ. Fake silk from China had flooded the market, and warmer temperatures were threatening the worms' lives. But this area revived itself thanks to Han. She got farmers to weave more profitable goods and helped them reinvest in new technologies that boosted production. Tôi đã trao quyền cho bà con. We head to Vietnam to see how one village saved its big business of silk. Silkvillages.vietnam. And they produce silk in a tedious 30-step process. It all starts in fields like this one. There aren't any worms out here. This is just their food, and they need this much of it. These leaves contain vitamins, amino acids, and enough moisture that the worms never need to drink water. Farmers bring loads of harvested leaves to the silkworm houses. Đúng rồi, cái mùi tằm với mùi tằm. Nhất là khi mà nó chuẩn bị nó còn chín, nó còn hơi. Tran Van Thin is a 35-year veteran farmer. He buys tens of thousands of worms from breeders each year. And he raises them on big bamboo mats on the first floor of his home. When it's feeding time, he lays a net on the worms. Then, he heaps 3 pounds of food on top. The healthy worms crawl through the holes and get to munching. Nó vậy là những con nào mà nó xấu ấy, thì nó lọt lại dưới. And they eat over 600 pounds of leaves a day. Meaning Finn can't rest because the worms eat every 4 hours. Nếu mà mình không cho ăn thì sao? Thì tơ nó sẽ kém chất lượng hơn, tơ sẽ không nhiều. They also need a sterile environment and a perfect temperature of around 22 degrees Celsius. Con tằm là chủ yếu là sợ nhất là nó bị bệnh gọi là bệnh sâu sắn gai người. Không có tơ trong bụng. After nearly a month of eating and sleeping, their bodies will plump up. Tơ nó nhìn có thể cây vàng nhìn lên và để chúng ta cho lé lên và để ra thành kén. Finn delivers the worms to another family in Hong Kong. They hang them on racks stuffed with straw. The worms spit the silk out of this organ, called a spinneret. During this vulnerable time, workers fight off bees that attack the silkworms. The worms need sunny weather to produce colorful cocoons, because if it's rainy and gray outside, the cocoons could lose their color and look damaged. Within 2 days, the cocoons are ready. Workers remove each one by hand. Once they've got a big enough pile, they boil the cocoons in water. That way, they can kill the pupae insides and either eat them or use them in traditional medicine. Như ở quê mình thì mình cắt ra, sau đó là các bà mang rang lá chanh, chẳng hạn như làm mồi cho các ông uống bia hoặc là ăn cơm cũng bình thường. Then they soak the cocoons for another 5 to 7 hours before pulling the threads. Families here pass down the delicate technique of hand pulling thread. Mà coi như là tôi làm đến gia đình nhà tôi làm đến tôi là đời thứ 4.
con gái tôi là đến năm giờ vẫn tiếp tục. Pham Thi Buong has worked in silk for nearly 60 years. She'll unravel about 70 grams of thread a day. Kéo như này nhá, xong kéo như này là ngày chỉ được trong nước và có những cái đôi bàn tay mà nó chai, nó sạn và cũng như là nó dột hết ý. Nhưng mà sao trong tình yêu của các nghệ nhân vẫn đang còn rất là nhiều. This machine reels the silk. Workers then hang the threads to dry. Hai ba cái mà con chuẩn mắt lên nó đứt. Đấy là người dệt cũng vất vả và nó lặn xuống những cái cục. Next, the threads head to the cooperative to be woven. Luôn là đây là những sợi tơ chất lượng 5A xuất khẩu đi châu Âu. And finally, the silk gets dunked 100 times in all natural dyes. They use GAC fruit for red, almond leaves or turmeric for yellow, tallow leaves for black, and indigofer for indigo. It's the same technique they've used for generations. Silk weaving dates back 4,000 years in Vietnam, all the way to the Bronze Age. For millennia, it was the fabric of choice for nobility. And in its heyday in the 16th to 18th century, traders came from all over the world to buy Vietnam silk. Beginning in the 2000s, Vietnam's temperatures heated up, and storms came more frequently. Con tầm này thì nó không có ưa nhiệt độ cao. There was also an influx of counterfeit silk from China. Mà mình không thể biết được những người thực sự trong nghề hoặc là mình sử dụng bằng đốt. Đốt cháy lên thì mình biết được thôi. Real silk will burn slowly and smell like burnt hair, while the fake stuff will burn quickly and smell like plastic. Prices for Vietnam silk fluctuated, dropping as low as $3 per kilo. With less profit, young people took jobs in textile factories in the cities to earn more. Cái mà làm nghề gần như mất đi và gần như ngày đấy là mọi người đã gần như là chán lắm rồi. Han heard the story of the diminishing craft village when she visited in the early 2010s, and she wanted to help. She quit her job in interior design and decided to band families together. Tôi với thành lập lại hợp tác xã, là hợp nhau, cùng hợp thay vì chỉ là một người làm thôi rất là nhỏ bé. Chúng ta phải giữ lấy nghề, bởi vì nghề này nó góp phần cho đất nước, cho quê hương, cho mỗi vùng miền. She got farmers to purchase air conditioning units so they could raise worms in any weather. They went from being able to produce 440 to 600 pounds of cocoons per year to over 2,200 pounds. Han introduced benefits for the farmers, like holidays off and helping stabilize the price for silk. Nó chỉ một giá thôi cho nên là mình yên tâm và được với cái giá cả. Today, over 200 families in Nam Chau are part of her cooperative, pumping out 220 pounds of silk a month. And each family can make up to $12,000 a year, a high wage for this area. They weave a silk that is great at moisture and temperature control, making it breathable in the summer and insulating in the winter. Because of these properties, silk from Hana's collective can be used in everything from sofa covers, curtains, and suits to pillowcases and sheets. Những khách hàng của chúng tôi là những nhà thiết kế thời trang, những nhà nhập khẩu về decor nội thất, rồi các cửa hàng, các siêu thị mẹ và bé. Han hopes the success of the Nam Chau cooperative will attract young talent back into the industry so farmers can reinvest in the town. Sau này là tương lai sau này thì như Hạnh nói là sẽ về làm đây cái khu để chăn nuôi và làm nhà kính nhà gì đó hay là nhà nuôi tăng loại. Until then, they'll keep spinning away. Yêu người bao nhiêu thì yêu nghề bấy nhiêu. Là con cô thì đang làm cho ở dệt mũi năm cao Hạnh rồi, còn giờ cô còn mong là đến làm cho các cháu chắc như cô nữa. Tôi là vẫn cứ phát triển, càng mong phải càng phải phát triển hơn nữa chứ không phải là bỏ.